Xin chào mọi người nhé. Đây, trước khi quay mình đưa thông tin liên hệ cho các bạn xem. Có các bạn lười xem lắm. Rồi mình giới thiệu hai cái mẫu máy này nha. Mẫu máy này là mẫu máy đục lỗ xốp. Nhưng mà đục cái dạng này đục inside nhá. Có nghĩa là người ta sẽ bỏ bên trong và lấy bên ngoài. Thì nếu mà đục outside thì mình sẽ bẻ cái dây nhiệt này nó quay ngang ra chứ không có phải là dạng đứng như vậy. Ở đây thì đây có hai mẫu máy. Máy thì các bạn về các bạn cứ cắm điện 220 nhá. Đây. Cắm trực tiếp điện luôn. Sau đó các bạn chỉnh hết cỡ lên, đợi nó nguội rồi thì các bạn chỉnh vừa cắt thôi. Đừng có chỉnh đỏ quá nhá. Đỏ quá mà mình cắt không kịp là lúc mình rút cái dao lên á là nó sẽ bị lem. Đây mình sẽ cắt thử cho các bạn. Đấy. Rồi, đây. Đây là inside nhá. Chỉ lấy được cái lỗ rồi, còn cái phôi mình sẽ bỏ. Rồi. Đây, mình giới thiệu đến các bạn một cái lưỡi to hơn. Đây là đường kính của nó là 101 mm. Cũng là inside luôn. Rồi, đây. Cái đường tròn này thì các bạn có thể tự uốn được. Cái thước bao nhiêu thì các bạn tự uốn nhé. Đây, dây mình gửi kèm cho các bạn này. Một máy nó sẽ khoảng 5 mét nha. Đó. Rồi, dây này của nó là quên. Cái dây này là 1 ly 2 nha. Các bạn không được thay dây lớn hơn nha. Lớn hơn là tự động nó sẽ hư cái bộ điều khiển thôi. Lớn hơn thì nếu các bạn có nhu cầu thì bên mình sẽ làm một cái mẫu máy khác. Đó, công suất của nó lớn hơn thì nó sẽ sử dụng được dây lớn hơn. Rồi. Hai bộ thì giống nhau thôi, cứ bật công tắc rồi các bạn chỉnh nhiệt thôi. Rồi. Các bạn muốn khuôn hình gì đấy thì các bạn về các bạn tự bẻ thôi, này dễ lắm. Rồi cần thêm thông tin gì hoặc các bạn thắc mắc gì thì các bạn cứ add Zalo nhé, những cái số mình cung cấp ở đầu clip ấy. Rồi mình tư vấn cho các bạn. Ok, rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.